có mặt cục chính nè, mọi người bằng bằng cục giường đem ra nè, bây giờ là còn nhiều là giao cho khách nè, với lại mang cục sống đó, đổi gà mang cục luôn. Hai hồi lấy cái này em 4 ký là được, em đi giao đi giao con mít này, mít nước đỏ nước thái có đầy đủ, táo da bò có đầy đủ mọi người. Con cày cầu nha, cầu nha, ai mà muốn làm cha mắng cầu. Vườn ở vườn đem ra bảo đảm bao ngon, rất là ngon. Giới thiệu mọi người là giống sầu riêng mới nha, sầu riêng Mochin như là một cái loại giống mới, giống sầu riêng mới luôn, mới nghe. Quá anh phải tính đi đâu á? Dạ lát đi hát này. Rồi cả nhà có ăn món gì thì liên hệ Vinh cho mọi người, có đầy đủ cho cả nhà.